Thưa quý vị và các bạn, mỗi đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã đóng góp vào sự phát triển ở địa phương. Thời điểm này, các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động đang được tổ chức sôi nổi hơn, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Văn Bàn lần thứ 9. Ngôi nhà mái ấm công đoàn này đang vào giai đoạn hoàn thiện. Chỉ ít ngày nữa, gia đình đoàn viên Mai Thị Hình, Công đoàn trường Trung học cơ sở Khánh Nhân Trung sẽ được sống trong căn nhà mơ ước. Gia đình thuộc diện khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, được Quỹ xã hội Công đoàn Lào Cai hỗ trợ 40 triệu đồng. Với chị Hình, đây là nguồn động viên to lớn, khích lệ chị vươn lên trong cuộc sống. Rất là may mắn khi được hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn. Đây là một khoản kinh phí thì rất là lớn lao và có ý nghĩa đối với gia đình tôi ạ. Đối với con cái thì được có chỗ ăn chỗ ở và được học tập. Còn đối với bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi và yên tâm công tác hơn ạ. Trong 5 năm 2018-2023, Công đoàn huyện đã đề nghị Quỹ xã hội Công đoàn Lào Cai hỗ trợ xây mới nhà ở cho 14 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Đây cũng là công trình ý nghĩa được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn lần thứ 9. Các phong trào thi đua trọng điểm như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được Công đoàn huyện phát động với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Để ghi nhận điển hình tiên tiến thì Công đoàn trường làm tốt công tác thi đua khen thưởng để biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các cái phong trào thi đua đó. Và thứ hai nữa là quan tâm chăm sóc đến đời sống của đoàn viên công đoàn, chăm sóc ốm đau hiu hỉ các cái lúc khó khăn. Từ đầu năm thì đặc biệt là trong cái hội nghị cán bộ công chức viên chức thì các cái đơn vị công đoàn đã tổ chức ký giao ước thi đua để thực hiện các cái phong trào, đặc biệt là gắn với các cái nội dung hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện trong cái nội dung mà chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Với nhiều công trình phần việc ý nghĩa, mỗi đoàn viên người lao động đang hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp vào công cuộc phát triển ở địa phương. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Văn Bàn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.